Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hack Channel. Và hôm nay trên tay mình là một sản phẩm đến từ Oppo, đó là chiếc Oppo F11 Pro. Đây là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Oppo với một dòng camera 48 megapixel, và đi kèm với đó là những cái công nghệ như là VOC 3.0 cũng như màn hình với một tấm nền rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào bài để nhanh về sản phẩm này nhé. Cái nhìn đầu tiên của mình về sản phẩm này đó là cái cảm cho mình cái cảm giác cầm nắm rất là đầm tay và khá là đầm. Nó có một cái mặt lưng làm từ nhựa với một cái màu sắc khá là đẹp. Theo mình thấy là màu sắc này nó rất là hợp thời trang cũng như là dành cho các bạn nữ rất là hợp. Cái đây màu sắc này Oppo gọi là màu đen thiên thạch. Đây là một cái màu theo mình thấy là nó rất là đẹp, các bạn nữ có thể rất là thích. Và đánh giá sơ bộ về cái sản phẩm này là mình thấy nó khá ổn. Màn hình cho cái cảm giác màu sắc rất là đẹp, đỉnh mắt. Và đây là một màn hình với độ phân giải là Full HD Plus 6.5 inch. Màn hình này Oppo gọi là Panoramic. Đó là một cái tấm nền màn hình được nhiều thông tin hơn, cũng như là giúp mình trải nghiệm tốt hơn khi xem phim cũng như chơi game. Điểm đặc biệt trên sản phẩm này nữa là đó là chúng ta có một cái camera thọ thục rất là đẹp, và nó cũng có thể có cái tác dụng là để mở máy bằng cách chúng ta bút màn hình lên và camera sau đó sẽ tự nhận dạng khuôn mặt của chúng ta và mở máy lên. Và đây là giao diện chụp ảnh với camera trước của máy, camera sẽ tự động thục lên để cho chúng ta giúp chụp hình. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình tắt thì camera sẽ thụt xuống. Và camera trước có độ phân giải là 12 megapixel. Và đây là hình chụp với camera trước của Oppo F11 Pro. Và thì mình thấy là chi tiết lấy lại được nhiều, màu sắc cho ra sáng, và có một số chế độ như là xóa phông, chụp chân dung chẳng hạn, và dành cho các bạn có thể chụp hình để up lên Facebook được ngay được, rất là đẹp. Và camera sau với độ phân giải là 48 megapixel cùng với zoom 2x. Camera sau của Oppo F11 Pro thì cho mình cái cảm giác chụp hình rất là nét và thu sáng nhiều. Đây là mình show cho các bạn một số hình ảnh mình đã chụp được. Độ chi tiết khá cao và màu sắc cho ra tốt. Trong một số điều kiện chiếu sáng thì mình thấy là Oppo F11 Pro cho ra những bức hình rất là ổn, và màu sắc được kéo lên rất là tốt. Đây mình có cho các bạn xem một số bức hình chụp trong nhà, điều kiện ánh sáng hơi kém nhưng mà màu sắc vẫn lên rất là đẹp. Còn với những bức hình chụp ngoài trời như thế này thì mình thấy đây là cái lúc mà mình chụp, chỉ cần giơ lên và chụp thôi, thì mình thấy là lấy lại được bầu trời rất là tốt, mây rồi màu xanh của bầu trời lên rất là tốt, chi tiết giữ lại rất là nhiều. Và theo mình thấy là camera của Oppo F11 Pro đã làm rất tốt cái nhiệm vụ này. Đây là một số bức hình mình chụp đêm thì một số chỗ sẽ bị hơi cháy sáng nhẹ một chút xíu, nhưng mà tổng thể bức hình thì mình thấy là giữ lại được chi tiết rất là tốt, màu sắc cho ra sáng, và các bạn cũng không cần phải chỉnh sửa thêm nhiều. Trong những cái tùy chỉnh mới của Oppo F11 Pro đó là khả năng cho lại màu sắc tốt hơn, và nó có một cái chế độ gọi là màu sắc mê hoặc. Tức là khi các bạn kích hoạt cái chế độ này lên thì các bạn sẽ chụp được cái bức hình cho ra còn có màu sắc cái lung linh hơn, đẹp hơn và đậm hơn, giúp cho các bạn có thể thoải mái chụp hình trong các môi trường thiếu sáng hoặc là môi trường cảm thấy nó hơi bị thiếu màu sắc nhẹ một chút xíu. Và đây là điểm AnTuTu mình chấm được ha. Đây là mình chấm một lần và sẽ ra số điểm là khoảng 147.000. Máy sử dụng con chip Helio P70. Đây là một chip rất là mới và cho trải nghiệm mượt mà. Và mình có thử test một số tựa game như là PUBG, thì mình thấy là mình được set ở mức đồ họa cao cũng như là chơi game rất ổn. Theo mình thấy là đây là một sản phẩm chơi game cũng ổn đó, dành cho các bạn chơi game. Và
Ngoài ra chúng ta có một cái mục gọi là không gian trò chơi. Đây là cái mục giúp cho chúng ta tối ưu hóa việc chúng ta chơi game, cũng như là giúp cho chúng ta chơi game mượt mà hơn, máy sẽ ít nóng hơn chẳng hạn. Chúng ta đi đến thời lượng pin của sản phẩm này, với dung lượng pin là 4000 mAh thì cho trải nghiệm được một ngày với tác vụ cao như là các bạn chơi game, các bạn xem phim nhiều thì sẽ cho cái thời gian sử dụng là khoảng một ngày. Còn nếu như có những bạn có những cái khoảng thời gian sử dụng mà dài hơn, nhưng mà các bạn sử dụng những tác vụ nhẹ hơn như là chỉ là chụp hình hay là lướt Facebook nhẹ nhàng, thì thời lượng cho ra có thể sẽ theo mình test được thì nó lên tới khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày, tùy vào nhu cầu sử dụng cao hơn hoặc là thấp hơn của các bạn. Đi kèm với pin 4000 mAh, chúng ta có công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 của Oppo cho thời gian sạc nhanh hơn. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về thời lượng pin cũng như là về khả năng sạc của nó. Tuy chung lại thì chúng ta có một cái chiếc máy với thiết kế đẹp, camera tốt, màn hình to để trải nghiệm chơi game, xem phim tốt. Chúng ta có một camera 48 MP, một màn hình 6.5 inch Full HD, một trải nghiệm cầm nắm tốt, cũng như một cái camera thời thục và không có đi theo cái xu hướng tay thỏ hay là đứt lỗ gì hết. Thì mình thấy đây là một sản phẩm rất là tốt, dành cho tất cả các đối tượng, cũng như là phù hợp hơn đối với các chị em phụ nữ thích chụp hình để đăng Facebook chẳng hạn. Và đây là bài đánh giá nhanh của mình về cái sản phẩm Oppo F11 Pro này. Thì các bạn có muốn mua cái sản phẩm này không? Các bạn có thấy là sản phẩm mình nó có đáng mua hay không? Thì các bạn nhớ comment cho mình biết. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe và nhấn chuông, cũng như like để video, để ủng hộ tụi mình làm những video khác. Xin chào các bạn.